Ngã ngửa với thân thế đại gia ôm Hà Hồ, Hồ Ngọc Hà tay trong tay cùng chàng trai lạ ở chốn công cộng khiến nhiều người tò mò. Hồ Ngọc Hà là một trong những cái tên gây ồn ào nhất làng giải trí, với hàng loạt scandal từ đời tư cho tới công việc. Nữ hoàng giải trí từng vấp phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ dư luận sau khi làm người thứ ba xen vào hạnh phúc của đại gia Kim Cương. Mới đây nhất, chính Đàm Vĩnh Hưng, người đồng nghiệp, người anh thân thiết của cô xác nhận họ đã chia tay nhau. Dù bị nhiều anti-fan chỉ trích gay gắt, nhưng ngược lại cũng có những fan ruột của cô vẫn lên tiếng ủng hộ, bên vực và đồng hành cùng giọng ca Quảng Bình vào thời điểm đen tối nhất. Hà Hồ cười rạng rỡ trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trong chương trình biểu diễn tại Đà Nẵng. Ngay cả sự kiện Minh Hằng Tố là người đã chèn ép mình rời khỏi ghế nóng The Face Việt Nam 2017, thì nhóm fan hùng hậu của cô cũng luôn giữ động thái vững vàng để bảo vệ thần tượng. Nhóm này vẫn luôn ủng hộ mọi dự án nghệ thuật của bà mẹ một con. Không chỉ đồng hành cùng Hồ Ngọc Hà trong các sự kiện, fan ruột của cô còn động viên tinh thần và xuất hiện cùng giọng ca Destiny trong cuộc sống hàng ngày. Trong suốt chặng đường khó khăn, đối mặt với những lùm xùm ấy, Hà Hồ có những người bạn thân thiết như Lý Quý Khánh. Và không chỉ có nhà thiết kế mang dòng dõi quý tộc nâng khăn sửa áo cho Hà Hồ mới đây, xuất hiện một chàng trai lạ luôn ở bên động viên và cổ vũ tinh thần cho Hồ Ngọc Hà cũng khiến nhiều người đồn đoán về một mối quan hệ mới. Nhất là khi Hồ Ngọc Hà thường đăng các status và tâm trạng hơi mơ mộng, lãng mạn như ám chỉ về một nửa của mình. Những hình ảnh rò rỉ này cho thấy Hồ Ngọc Hà thoải mái tựa vào anh chàng để chụp ảnh dù ở chốn công cộng. Loạt ảnh thân mật này dấy lên tin đồn anh chàng là bạn trai mới của giọng ca Tìm Lại Giấc Mơ. Và khỏi để nhiều người chờ lâu, fan của Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng và tiết lộ thân thế của chàng trai lạ mặt này. Anh chàng có biệt danh thân mật là Toby Fan, là một fan ruột lâu năm của nữ ca sĩ sinh năm 1984 và là trưởng nhóm fan theo chân Hà Hồ suốt từ thời cô vừa nổi tiếng. Trên Facebook cá nhân, chàng trai trẻ đăng tải nhiều ảnh chụp tình cảm cùng thần tượng và hết lời khen ngợi nhan sắc cũng như tài năng của Hà Hồ. Về phía Hà Hồ, cô cũng có nhiều cử chỉ thân mật với fan ruột. Ở bất cứ đâu, người đẹp cũng thoải mái thể hiện tình cảm fan dành cho mình mà không e ngại điều tiếng. Nữ hoàng giải trí không ngại tựa đầu vào vai fan ruột của mình và tạo dáng thoải mái tự nhiên dù ở chốn công cộng. Ở góc chụp khác, anh chàng còn khoác vai bà mẹ một con ngồi tâm sự giữa quán nước vỉa hè. Hình ảnh Hà Hồ đi ăn chè ở Đà Nẵng cùng chàng trai lạ vào tối cuối tháng 5 vừa qua. Chuyến nghỉ dưỡng ở Hội An của Hồ Ngọc Hà cũng có mặt fan ruột này. Nhiều người tỏ ra ghen tị với Toby Fan vì luôn được ở cùng thần tượng. Anh chàng dành nhiều lời khen có cánh cho Hồ Ngọc Hà. Với Toby Fan, Hà Hồ luôn là nữ chính của lòng anh. Sau tất cả, Hồ Ngọc Hà vẫn không cô độc vì bên cô luôn có những người bạn đồng hành như thế này. Chàng Trừng là ai, gia thế cỡ nào mà gây gió tạo bão với lắm scandal đến vậy? Nổi tiếng trong giới thời trang vì cá tính mạnh mẽ, phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhưng Chàng Trừng cũng đầy tai tiếng với những scandal. Cô nàng siêu mẫu cá tính nhưng xấu xí. Những ngày qua, tên tuổi Chàng Trừng lại bắt đầu được cư dân mạng săn lùng và tìm hiểu thông tin bởi scandal mắng nghệ sĩ Xuân Hương quá tai tiếng. Nhiều người nghĩ rằng Chàng Trừng chỉ là cô người mẫu vô danh, đã rút lui khỏi showbiz và tập trung kinh doanh, chăm chồng dạy con. Thế nhưng cách đây vài năm, cái tên Chàng Trừng lại là tên tuổi siêu mẫu khá đình đám, không kém cạnh một ai. Danh tiếng cô mẫu này tạo dựng được ngoài giờ vóc dáng người mẫu mình dây mà còn ở khả năng tạo dáng linh hoạt hút hồn. Tuy thế thật là thiếu sót, nếu không kể đến tình yêu nghề, chân thành với nghề trong con người Chàng Trừng. Cô thường bị chê là người mẫu xấu xí, bởi nhắc đến nghề này, người ta thường nghĩ đến những cụm từ xinh đẹp và duyên dáng. Chàng Trừng từng nói đầy cay đắng: cái con người mẫu này cái mặt nó xấu, nhưng người đàn ông chuyển giới, nó nghĩ nó là ai mà đi nói người khác thế này thế nọ, chắc gì nó đã tốt. Bản thân Trang cũng tự nhận mình không đẹp, nhưng phía bên trong tâm hồn cô lại ẩn chứa một tình yêu rất đẹp với nghề người mẫu. Trước khi có được vinh quang với nghề như ngày hôm nay, Trang Trừng cũng từng lặn lội vất vả kiếm sống, nhưng chưa bao giờ cô chán nản vì đã lựa chọn con đường nghệ thuật. 21 tuổi cô chính thức bước chân vào nghề mẫu và đã đi những bước chân vững vàng để được công nhận là một người mẫu đúng nghĩa. Cô từng chia sẻ: gia đình tôi không giàu có, ngày bé tôi rất vất vả, nên tôi biết rằng kiếm được đồng tiền chân chính là việc làm rất khó. Tôi đã từng làm nhiều việc và tin rằng tôi có thể làm được mọi việc.
làm người mẫu cho tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn, được nhiều người ngưỡng mộ và cũng kiếm ra tiền, thế đã là quá vui. Sau thời gian 5 tiếng, Trang Trần bắt đầu làm công việc tay trái là kinh doanh. Sau đó cô nàng cũng tham gia vài dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh. Vai diễn đáng chú ý nhất giúp Trang Trần nhận được nhiều tình cảm từ khán giả là Mỹ Chột trong Hương Ga cùng với Trương Ngọc Ánh. Lắm scandal do vạ miệng và cá tính đặt không đúng chỗ. Ngay sau khi đăng tải clip chửi nghệ sĩ Xuân Hương, Trang Trần bị dư luận chỉ trích. Nhiều cư dân mạng bày tỏ rất bức xúc trước việc cựu người mẫu hỗn hào với người lớn tuổi hơn. Không ít người cho rằng Trang Trần đã sai, thậm chí không xứng là nghệ sĩ. Khi nghệ sĩ Xuân Hương lên tiếng phủ nhận, Trang Trần vẫn cho rằng chính nghệ sĩ Xuân Hương đã viết câu vô văn hóa. Việc cựu người mẫu không nhận sai khiến khán giả lắc đầu ngao ngán. Đây cũng không phải lần đầu tiên Trang Trần gây bão vì ứng xử vô văn hóa. Còn nhớ đầu năm 2015, Trang Trần trở thành tâm điểm của dư luận vì lăng mạ công an. Cụ thể, đêm 26 tháng 2, Trang Trần và bạn bè đi taxi trên phố Đào Duy Từ và bị công an phường Hàng Buồm yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ do lái xe đi vào đường ngược chiều. Khi cơ quan công an yêu cầu tài xế về trụ sở công an làm việc, Trang Trần đã có hành vi ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Cụ thể, cô tỏ thái độ bất hợp tác và dùng những lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ, thậm chí còn lấy chân đạp vào cán bộ công an. Sau đó, khi bị dẫn giải về trụ sở công an, Trang Trần tiếp tục chửi bới cán bộ công an phường. Với những hành vi này, Trang Trần bị bắt khẩn cấp để điều tra chống hành vi thi hành công vụ. Tuy nhiên, sau hơn 4 ngày bị tạm giam, Trang Trần đã được tại ngoại. Trước khi được tha về, Trang Trần đã viết bản kiểm điểm nhận lỗi sai, không làm chủ được hành động do đã uống rượu. Ngày 24 tháng 8, phiên xử Trang Trần đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo đó, cô bị xử 9 tháng tù giam nhưng được hưởng án treo. Ngay trên sóng truyền hình, Trang Trần cũng có những phát ngôn không chuẩn mực. Năm 2014, trong suốt quá trình tham gia chương trình thực tế Cuộc đua kỳ thú, cô nhiều lần văng tục khiến ban tổ chức đã phải che đi những lời này bằng tiếng bíp hoặc cắt đi trước khi lên sóng. Không chỉ văng tục, Trang Trần còn có những câu nói làm tổn thương đến người bạn cùng đội là Hiếu Nguyễn, như anh im mồm đi hay chữ ngắn nông cạn thì đừng nói nhiều. Cựu người mẫu cũng không xin lỗi Hiếu Nguyễn khi không may làm mẻ răng của anh. Sau chương trình Cuộc đua kỳ thú, chính Hiếu Nguyễn chia sẻ rằng người bạn đồng hành của mình là người tốt, nhưng cũng nhận xét rằng Trang Trần hay to tiếng và giải quyết nóng vội khi xảy ra các mâu thuẫn. Bầu show nhục mạ Lưu Chí Vĩ có thể bị phạt tù. Cựu thành viên nhóm nhạc AXN chia sẻ rõ hơn về việc bị khán giả hành hung thóa mạ bởi bầu show tại Bình Dương. Trong cuộc trò chuyện cùng thanh niên, ca sĩ Lưu Chí Vĩ đã có những chia sẻ cụ thể các tình tiết của đêm diễn ồn ào ngày 25 tháng 5. Anh xác nhận mình cũng không phải người trực tiếp nhận show và thỏa thuận cách xê với bầu show trên. Mọi thỏa thuận đều thông qua một người bạn tên H. Suốt cả 3 show, gồm 2 show bị hủy do mưa trước đó và show bị hành hung như mọi người đã biết, anh không hề nhận một đồng thù lao nào, không giống như bầu show Bình Dương nói. Mới đây, trên mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại tại Bình Dương hôm đó, cho thấy có người dàn xếp vụ làm nhục Lưu Chí Vĩ trước khi anh đến diễn, thậm chí còn dặn khán giả, cứ y bài vậy mà làm nha khán giả. Khi xem clip, giọng ca Tại em mà tôi như thế cảm thấy đau lòng, muốn rơi nước mắt cho cuộc đời, người nghệ sĩ, khi nghe những lời nói đe dọa đánh đập, thóa mạ đó. Anh cũng cho biết, sau khi bị sự việc lan truyền một cách chóng mặt trên báo chí và mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ, các bầu show khác đã điện thoại động viên, an ủi anh vượt qua cú sốc tinh thần. Trước những tấm chân tình của bạn bè và các bình luận thiện chí của các fan trên fanpage, Lưu Chí Vĩ đã dần lấy lại được tinh thần. Ca sĩ sinh năm 1983 gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người và cho biết anh cảm thông trước hành động mất bình tĩnh của bầu show cũng như những người đã có hành động hành hung mình. Anh gửi lời chúc người bầu show đã chửi bới mình sau sự việc có thể tiếp tục công việc và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Đi góc nhìn luật pháp, luật sư Lê Trung Phát, giám đốc trách nhiệm hữu hạn luật sư riêng thành phố Hồ Chí Minh nhận định mối quan hệ của bầu show và ca sĩ là thuộc về hợp đồng dân sự. Cụ thể là về dịch vụ, nếu bầu show thuê ca sĩ và hai bên có thể tự thương lượng với nhau về các điều khoản trong hợp đồng đã được xác lập. Trường hợp đôi bên có những mâu thuẫn thì có thể tự dựa vào các điều khoản trong hợp đồng đó để giải quyết. Nếu sự việc khó khăn đến mức cả hai bên đều không thể tìm được tiếng nói chung thì có thể nhờ cơ quan chức năng can thiệp để giải quyết tranh chấp. Nhưng nếu như người bầu show tại Bình Dương tự giải quyết vấn đề bằng cách hành xử kích động khán giả hoặc dùng lời lẽ thóa mạ, làm nhục danh dự của ca sĩ thì câu chuyện đã có tính hình sự và bầu show có thể bị truy cứu trách nhiệm.
Nếu như ca sĩ Lưu Chí Vĩ khởi kiện, theo quy định tại Điều 121 của Bộ Luật Hình sự năm 1999 là tội về làm nhục người khác, tội này quy định rõ nếu như công dân nào đó bị xúc phạm một cách nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín danh dự, thì họ có quyền gửi đơn đến cơ quan công an xem xét và đánh giá về mức độ của vụ việc. Sau đó, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội hình sự, thì cơ quan công an sẽ chuyển hồ sơ lên khởi tố và chuyển đến tòa để giải quyết. Để đủ yếu tố cấu thành tội phạm làm nhục gây tổn hại danh dự, nhân phẩm đối với người gây ra tổn hại, thì mức độ tổn hại của người bị hại phải tương đối cao. Trong trường hợp thực tế, đối tượng bị hại là người nổi tiếng hoặc ca sĩ. Nghệ sĩ có sự ảnh hưởng lớn hơn người bình thường vì họ là người của công chúng nên hình ảnh rất quan trọng. Cũng là hành vi phạm tội đó, nhưng mức độ gây tổn hại ở đây sẽ cao hơn và khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, khung hình phạt có thể là từ 3 tháng đến 2 năm tù, chuyên gia này phân tích. Tuy nhiên, phía ca sĩ Lưu Chí Vĩ cho biết, sự việc xảy ra là điều không mong muốn, nên anh không muốn truy cứu hay kiện cáo gì. Sau vụ ồn ào, nam ca sĩ vẫn đi diễn ở quán bar và các tụ điểm hội chợ. Mọi người vẫn dành cho anh sự chào đón nồng nhiệt. Anh nhận sai về mình vì đã đi trễ và mong mọi người sẽ bao dung hơn cho bầu show ở Bình Dương.